Ladies and gentlemen, we are sorry for just what happening. And this is the time all we waiting tonight. I would like to introduce you, Mr. President, you got some work to say with all of us. Please put your hand together for Mr. President. Kính thưa quý vị quan khách và tất cả anh em hội viên, thật thà chúng tôi không muốn những cái điều mà xảy ra như vừa rồi. Vì vậy tôi thay mặt anh em hội đàn ông bảo thủ xin quý vị miễn thứ cho những điều vừa xảy ra hôm nay. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to apologize for the many things happening tonight outside our plan. Riêng cá nhân tôi thì thấy xấu hổ vô cùng và cảm thấy rất là nhục nhã vì mình không tự kiềm chế được mình đã để xảy ra những điều đáng tiếc. Vì vậy hôm nay tôi cảm thấy mình không xứng đáng là chủ tịch của một hội đoàn và tôi xin từ chức kể từ hôm nay. I'm very very ashamed of my impulsive behavior tonight. And I don't feel myself suitable as the position of the president. Nhưng mà thưa quý vị, dù sao chúng tôi cũng xin báo cáo lúc. The agreement was you're out of here by 9 o'clock. Now it's after that time we've got another hire coming in. Okay? We booked for the whole night. Sorry, sir. Look, I told you that. Okay? We booked rồi mà. Yeah, we booked already. Yeah, but I've got. Look, I told you at 9 o'clock the One Nation party's in here for a rally. What do you mean One Nation? What do you mean One Nation? Look, I'm sorry. It's our nation here. Okay? You're welcome to stay, but I'm afraid this. Chúng ta đã mất hết cả tổ quốc gia đình rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn hội đàn ông. Và không được. Listen. We lost the country already. We don't want to associate here. How dare you do it? Không, anh cứ làm chương trình. Anh không sao. Yeah. Thôi. Này. Thế là sao? Này, Đức. Can I see your manager? Can I see your manager? I'm the manager. No. Why? Chưa hè gió thổi vi vu.
một lần